Hôm nay mùng 7 Tết rồi bà mới đi tập thế. Tôi nhớ bà quá mà chẳng dám sang chơi. Hôm nay mấy đứa nhà tôi nó mới đi làm, bọn trẻ cũng mới đi học. Chúng nó ở nhà canh tôi suốt, ra gặp ông mà chúng nó biết thì lại ầm nhà ầm cửa ra, mất cả Tết. Bà mấy hôm nay huyết áp thế nào rồi? Cái đầu gối còn đau lắm không? Lưng nhà mình giáp ngõ sau, phần tường giáp ngõ là chỗ mình rửa bát, nấu cơm. Vì nhà mình không chỗ cửa ra mặt ngõ, chỗ tường nhà thành ra kín đáo và thường là chỗ đứng tâm sự của hai ông bà già. Họ sống ở một tổ dân phố khác, đi tập thể dục ở sân chung cư gần nhà mình, và họ chọn lưng tường cuối ngõ làm nơi hẹn hò những lúc chiến tranh. Bác gái mất đột ngột, bác trai buồn ủ rũ mất gần một năm trời. Mọi việc nhà, việc mối nối gia đình bỗng dưng trông chênh và lỏng lẻo. Ông lấy việc đi tập thể dục với các cụ làm vui. Rồi cụ ông ngoài 80 gặp được cụ bà hơn 60. Hai ông bà không ngày nào là không gặp nhau, thủ thỉ chuyện trò chăm sóc. Họ còn tính cả chuyện về ở với nhau. Biết được con cái hai nhà nháo nhào lên lo lắng, bởi vì bác trai có gì ngon đều chia cho bà, có đồng nào cũng đều dành dụm rồi giấm dúi cho bà chữa bệnh. Ông còn tuyên bố bà sẽ về ở với ông để ông tiện chăm sóc, và sẽ không cho con cháu chút tài sản thừa kế nào nếu như còn nặng lời với bố về chuyện của bà. Còn ông đến tận nhà rủa xả bà già, rồi mà còn đốn nết lừa mị ông để đào mỏ. Con bà thì tự ái, cấm mẹ đi lại với ông, rồi còn bố trí nhau theo dõi canh chừng mẹ. Cả hai nhà khi nào cũng căng như thùng thuốc súng đặt cạnh lò rèn đang đỏ lửa. Và rồi hai ông bà đang đàng hoàng bỗng trở thành hai kẻ vụ trộm hẹn hò. Nhiều khi mình tự hỏi, có bao giờ con ông thấy thất lòng khi thấy ông cứ lủi tha lủi thủi mình trong căn nhà? Và con bà có thấy xót xa khi thấy bà cứ run run khóc những lúc bị họ mắng mỏ vì tội lén lút đi với ông? Những lo lắng chuyện phân chia tiền bạc, những lời ra tiếng vào của xóm làng thiên hạ, liệu có đáng để họ đánh đổi hơi ấm và niềm vui, rồi tước đi cái quyền hạnh phúc và yêu thương của hai ông bà già không? Chú về hưu được gần 2 năm, thi thoảng vẫn đi làm thêm chỗ này chỗ khác. Sau đợt công tác, chú học gia đình và yêu cầu ly dị cô để cưới người khác. Chú bảo cô chú đã bao năm nguội lạnh rồi, vẫn lịch sự với nhau trước mặt người ngoài vậy thôi. Cô đã lâu không còn quan tâm chú ở nhà hay vắng mặt. Chú cũng không còn nhớ cái cảm giác được chăm sóc quan tâm là như thế nào nữa. Hai người ở hai phòng cạnh nhau mà như bị khóa chặt trong hai cái thế giới tách biệt với nhau. Con cái biết, chú biết, cô biết, nhưng ai cũng nghĩ rồi cứ vậy mà sống tiếp thôi. Chú không ngờ đến cái tuổi này rồi mà còn gặp được một người bạn tri kỷ. Chú muốn đàng hoàng sống nốt những năm tháng còn lại của đời mình với cô ấy, được chăm sóc, bầu bạn cùng cô ấy. Chú bảo tưởng là đã quen cái sự lạnh lẽo rồi thì cứ lạnh lẽo mà sống tiếp. Nhưng ai ngờ người bạn mới đã giúp chú tìm lại hơi ấm. Mà đã được yêu thương, được ấm áp lại rồi thì chú nào có can tâm lạnh lẽo thờ ơ mà sống hết những năm tháng ngắn ngủi cuối đời như thế. Cả nhà cả họ xông vào can ngăn cấm cản. Nào là đạo nghĩa vợ chồng, nào là uy tín mẫu mực, nào là truyền thống gia đình, nào thiệt nào hơn, đều được đưa ra để phân tích cả. Sau lưng chú người ta chê trách, ông đã già rồi mà còn không biết giữ đạo, không biết yên phận tuổi già vui niềm vui con cháu gì cả, cứ đi ham hố niềm riêng làm cái gì. Mình bảo trách gì ông thì trách, nhưng đừng lôi hai cái chữ tuổi già ra để bắt ông sống cho người khác. Dẫu già, dẫu trẻ, ai cũng có quyền được yên vui, ấm áp, có người bầu bạn, chia sẻ chứ. Mà biết đâu, chú đi rồi, cô cũng tìm được người bạn mới thì sao? Hôm trước mình có ngồi cà phê cùng với Hoa và được nghe cô kể về mối tình của cha cô và người bạn gái kém ông cũng đến 50 tuổi, về 18 năm thăng trầm, đứt rồi lại nối của người đàn ông giờ đã 95 tuổi và bà bạn gái ngoại lục tuần. Nhà ở cạnh Hồ Tây, mùa hè ông vẫn vác cần ra câu cá ở bờ hồ, và bà thì vẫn múc nước tắm cho ông giữa sân nhà lúc ông trở về nhà khi trời sập tối. Hoa bảo cô ấy yêu cái hình ảnh ông mình trần ngồi giữa sân, bà múc nước ào ào dội từ trên xuống cho ông tắm. Mình cũng yêu hình ảnh ấy, dù chỉ là trong tưởng tượng. Có gì bình yên và trong trẻo bằng cái hình ảnh hai người già có nhau chăm sóc, yêu thương.
Ngày Valentine mình viết về chuyện tình của những người già, bỗng nhớ hai câu hát cuối mà mình rất thích trong giấc xưa. Còn được yêu thương, còn biết yêu đương là còn sống, phải không? Ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích nội dung lần này. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.